Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ bơm thủy lực cho xe điện các bác nhé, hai chiều bơm thủy lực xe điện hai chiều nhé, bao gồm combo cây ben động cơ 4867 2V đấy, đầu bơm tích hợp này, bộ van hai chiều này và thùng dầu 3 lít này, nguyên lý hoạt động này, cấp điện cho động cơ này qua bộ công tắc này, công tắc nguồn này, sau đó bơm sẽ hoạt động nhưng chưa ra đầu này, bơm sẽ tuần hoàn trong thùng dầu này. Sau khi các bạn thao tác cần này, các bạn đẩy cần lên thì dầu sẽ đi ra ở một đầu này, các bạn kéo cần xuống thì dầu sẽ ra ở một đầu này. Khi ta nhả tay ra thì cần sẽ về vị trí trung gian này, tự động nhả về vị trí trung gian các bạn nhé. Cái loại này thì thích hợp sử dụng làm cho các cái loại bàn ép, máy ép, bàn nâng, rất là tiện lợi. Sử dụng bình ắc quy xe điện cũng không ăn nhiều dòng điện lắm đâu. Khi các bác hoạt động dòng một chiều 48V, 60V hoặc 72V thì khi nào mình dùng thì mình mới hoạt động thì nó cũng không ăn nhiều điện lắm. Đấy, thì bộ này tùy các bác nhé. Đây, ví dụ như dòng cây ben này, cây ben này hai chiều này, cây ben thì loại này là loại phi 50, hành trình 100mm. Tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều loại khác nữa, 150, 200, 300, 400, 500 cho đến 1m bên em đều có nhé. Phi 50, phi 60, phi 73 và phi 80. Càng lớn thì lực ép càng cao nhé. Cái này là tối đa 2 tấn này. Đấy, đấy. Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm thì vui lòng liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Động cơ này là dòng động cơ không nam châm các bác nhé, nó rất là bền. Động cơ không nam châm 4860 72V 1000W này. Các bác chạy 72V thì sẽ cao hơn và chạy 48V thì sẽ thấp hơn một chút. Đấy, động cơ không nam châm các bác nhé, còn là động cơ kích từ lối tiếp đấy. Chỉ cần đấu điện và hai cực còn lại của động cơ thì động cơ nó sẽ hoạt động thôi, rất là đơn giản. Bộ công tắc này thì ngắt một dây, còn một dây đi thẳng vào động cơ. Mọi chi tiết liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.